Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các thành viên Câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc thân mến, có một nhà thơ đã nói và viết rằng: một lần đến Kinh Bắc, hồn nơ thơ sông cầu, nghe một lần quan họ đắm suốt đời trong nhau. Câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc xin hân hoan chào đón các vị đại biểu khách quý, các thành viên thân thiện của câu lạc bộ đã có mặt tại đây ngày hôm nay trong giây phút này để cùng chung vui tham dự chương trình đại nhạc hội lần thứ nhất kỷ niệm năm thứ hai thành lập câu lạc bộ và trao giải cho các thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi giọng hát hay câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc lần thứ nhất năm 2019. Lời đầu tiên, Hải Đăng thay mặt cho ban quản trị câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các vị đại biểu khách quý đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mã đáo thành công, chúc đại nhạc hội lần thứ nhất chào mừng sinh nhật lần thứ hai thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, 2 năm trôi qua kể từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay, với biết bao nhiêu thăng trầm, những khó khăn, thách thức, nhưng vượt lên tất cả, đó là niềm đam mê âm nhạc của các chị em trong ban quản trị câu lạc bộ, cùng nhau đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng câu lạc bộ phát triển bền vững và thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả yêu âm nhạc của sân khấu Kinh Bắc nói riêng và các câu lạc bộ yêu nhạc bạn nói chung. Sự hoạt động nhịp nhàng của ban quản trị câu lạc bộ, sự chân thành của khán giả Kinh Bắc đã mang đến một hình ảnh một câu lạc bộ thân thiện và dần khẳng định được vị trí của mình đối với các câu lạc bộ trên cả nước. Với nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, hơn 2 năm qua tính đến ngày hôm nay, câu lạc bộ đã đạt đến con số 7.300 viên. Xin đề nghị các vị đại biểu cùng toàn thể các vị khách quý cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 7.300 thành viên của câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc. Ngày hôm nay, sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các thành viên yêu mến của câu lạc bộ có mặt tại đây trên quê hương Kinh Bắc, mảnh đất mang giàu truyền thống văn vật, nơi có đền đô thờ tá vị vua triều Lý linh thiêng, nơi có hội niêm đến hẹn lại lên láo lức lòng người chảy hồi, và nơi có những nghiền anh nghiền chị e ấp nụ cười sau vảnh nón, nơi có dòng sông cầu ngàn năm trong xanh, và nơi có phòng quý như nguyệt với câu thơ thần của thái úy Lý Thực Việt năm nào. Và tự hào hơn nữa, năm 2019, dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hơn 2 năm qua, với hoạt động không ngừng nghỉ của các chị em trong ban quản trị, những thành viên của câu lạc bộ có thể nói trải dài trên khắp 3 miền của Tổ quốc, rồi những thành viên, những người con quê hương, xa quê hương hiện đang sinh hoạt, làm việc tại nước ngoài, đã xây dựng câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc phát triển lớn mạnh. Về tỷ lệ giới tính của câu lạc bộ khá đồng đều, nữ 54%, nam 46%. Tổng số thành viên tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2019 là 7.300 thành viên. Trong đó, các quốc gia hàng đầu: Việt Nam 6.672 thành viên, Đài Loan 161 thành viên, Nga 101 thành viên, Hoa Kỳ 29 thành viên, Trung Quốc 25 thành viên. Các thành viên tập trung ở các thành phố hàng đầu như thành phố Hồ Chí Minh 910 thành viên, thành phố Hà Nội 1.080 thành viên, thành phố Bắc Ninh 463 thành viên, thành phố Hải Phòng 307 thành viên, thành phố Bắc Giang 287 thành viên, thành phố Nam Định 107 thành viên. Nhìn vào bảng tổng hợp trên, ban quản trị câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc có thể nói và đánh giá âm nhạc thật tuyệt vời. Khoảng cách, địa lý, thời gian, không gian không là gì nếu như chúng ta yêu âm nhạc. Khi tham gia sân chơi âm nhạc, mọi người bỏ đi những ích kỷ của cuộc sống đời thường, yêu đời hơn, bạn bè, mối quan hệ nhiều hơn, và mỗi tối chúng ta cùng nhau tụ tập để thăm hỏi, động viên nhau, cùng truyền tải tình yêu âm nhạc, để rồi ngày mai lại bước vào cuộc sống với bao lo toan, bộn bề của cơm áo gạo tiền. Trên cương vị là người đứng đầu của câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc,
Hải Đăng xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến tâm huyết của các cố vấn cao cấp câu lạc bộ, các phó chủ tịch câu lạc bộ tiêu biểu, phó chủ tịch Hằng Tuấn, phó chủ tịch Quy Minh Phạm, phó chủ tịch Ngọc Trinh, phó chủ tịch Giang Lê Thị, phó chủ tịch Nguyễn Khương, phó chủ tịch Song Linh, phó chủ tịch Quang Thắng. Trân trọng cảm ơn tất cả các chị em trong ban quản trị câu lạc bộ, các thành viên thân thiện của câu lạc bộ đã chung tay, chung sức cùng nhau xây dựng một sân chơi âm nhạc bổ ích, đậm đà tình nghĩa anh em. Có một câu nói danh ngôn rất hay của một triết gia người Hy Lạp: người tràn ngập âm nhạc trong lòng mới có thể tràn ngập. Lòng yêu mến đối với những thứ đẹp đẽ nhất. Một lần nữa, Hải Đăng thay mặt ban quản trị câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu khách quý đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mã đáo thành công. Chúc đại nhạc hội lần thứ nhất kỷ niệm năm thứ hai thành lập câu lạc bộ và trao giải cho các thí sinh đạt giải cao trong hội thi giọng hát hay câu lạc bộ yêu nhạc Kinh Bắc lần thứ nhất năm 2019